thứ năm tuần thứ bốn mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. Chứng tá: chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Hành động là điều minh chứng có sức thuyết phục hơn gấp nhiều lần lời nói. Nó cũng là cơ sở, là thước đo để người ta kiểm chứng cho lời nói. Chúng ta đang sống trong một thế giới có rất nhiều nơi đang còn thiếu vắng tình yêu và lòng quảng đại. Biết bao người đang đứng trước những khó khăn trong cuộc sống. Họ cần lắm những bàn tay nhân ái giúp đỡ. Thế nhưng, một thực trạng chúng ta vẫn thường thấy đó là những lời nói sáo rỗng của những nhà cầm quyền. Người ta chỉ thích những lời đao to búa lớn, thích hô hào những ngôn từ mỹ miều, còn việc bắt tay vào làm thì xem ra còn trái ngược với lời họ nói. Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta qua cuộc sống và cung cách phục vụ của Ngài. Lời Ngài rao giảng luôn có sức thuyết phục và khiến người nghe tin tưởng, vì những lời Ngài nói luôn được thể hiện qua hành động. Là những người bước theo Đức Giêsu trên con đường sứ vụ của Ngài, chúng ta được mời gọi để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại. Chúng ta đi loan báo niềm vui cứu độ, nhưng điều quan trọng là mỗi chúng ta phải trở nên một chứng nhân sống động cho điều chúng ta rao giảng. Nếu chúng ta chỉ nói cho hay thì rồi ra điều. Chúng ta rao giảng cũng chỉ là những lý thuyết suông. Điều chúng ta rao giảng chỉ là những ngôn từ chạm đến tai người nghe, chứ chưa chạm đến trái tim và không làm biến đổi được cuộc đời họ. Chúng ta hãy đi vào cuộc đời họ, chia sẻ những khó khăn và hãy yêu thương họ bằng chính cuộc sống chứng tá của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lời chúng con rao giảng luôn được kiện toàn bằng đời sống chứng tá của chúng con, để nhân loại nhận ra tình yêu cứu độ của Ngài.